19 Phú Thọ chào anh em nhá. Hiện tại mình đã có mặt tại Cẩm Khê thuộc Phú Thọ để tiếp tục đi lắp xe và quay vlog cho anh em xem. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một con anh men đến từ Phú Thọ. Thì em trai ở đây biết mình qua TikTok đã liên hệ mình tư vấn một vài các món đồ chốt, và hôm nay mình đến đây để lắp xe cho em ý. Ok, thì tình trạng xe mình sẽ quay cho anh em xem qua nhá. Đây là một con X-Men đến từ nhà Osaka này, tên là X-Men Pro này. Con này thì nói chung là gần như là mới tinh luôn. Đó, em trai 2K8 mua xe để chuẩn bị đi học anh em nhá. Con này thì đã được vào một số các cái đồ chơi cơ bản. Mình sẽ review sơ qua cho anh em. Thì đây chúng ta có một đôi đèn bi cầu này. Bi cầu này là hệ bi cầu vuông của BMA này anh em này. Đó, một đôi bi cầu vuông này. Đó, đèn này thì là đèn zin bi cầu này. Đó, lên trên này một chút thì em ấy đã thay một bộ ghi đông 28mm Rizoma đen kèm cục lưng đen này. Tiếp theo đó là đã lắp một chiếc chắn bùn. Chắn bùn này, chắn bùn CNC vẫn carbon. Chắn bùn này mình cũng bán. Còn đây là biển số xe của em ấy, anh em nhìn không? 19MD7 này. Biển quả đuôi 49 anh em nhá. Ok, anh em nào nhìn thấy con xe này ngoài đường là biết ngay xe mình làm nhá. Còn lại là xe gần như là zin hết. Hôm nay thì con này lắp một vài các cái món đồ chơi bên mình và lắp combo nâng cấp tốc độ. Tí nữa xong mình sẽ quay cho anh em xem thành quả nhá. Đây là tình trạng xe trước khi lắp gói nâng cấp tốc độ bên mình nhá. Thì hiện tại của nó động cơ nó đang chạy là động cơ 60V 1000W này. Vành này vành 12 anh em nhá. Kèm theo đó là IC zin của nhà sản xuất này. Đó, IC zin của nhà sản xuất. Được chưa? Đó. Và 5 bình 63V. Bây giờ sẽ test cho anh em mắc số 3 này. Ra nhá. Đó, anh em nghe thấy chưa? Đó, êm du luôn. Không tải của nó đang là 45 km/h. Khi xuống đường thì nó còn giảm nữa. Tí nữa mình sẽ lắp IC và quay cho anh em xem thành quả nhá. Tình hình là xong rồi anh em nhá. Khoảng 3-4 tiếng thì cũng xong rồi. Bây giờ nó rơi khoảng hơn 7:30-8 giờ rồi. Đây, bây giờ mình sẽ bật lên và giới thiệu cho anh em xem hôm nay chúng ta đã làm những cái gì. Thì đầu tiên là mình đã chỉnh hết lại toàn bộ hệ thống điện cho chủ xe, kể cả hai cái bóng đằng trước này anh em nhá. Đây, mình đã chỉnh cho chủ xe đấy. Đèn này là 4 chế độ anh em nhá, đỏ này, vàng này, trắng này. Đấy, nháy đỏ trắng này. Đó, rất là nhiều chế độ luôn. Rồi tiếp theo đó là hôm nay mình đã lắp cho chủ xe một đôi xi nhan chữ Z. Cái này thì mình đã đấu hiệu ứng Audi này. Bật đèn bật xe lên thì nó sẽ có cái đèn Audi này khi anh em xi nhan nhá. Đây. Xi nhan thì là xi nhan bên nào thì nó nháy ở dưới bên đấy em. Đó. Bên này này. Đó, cả trước cả sau luôn. Đó, đây cả trước cả sau. Đây. Từ từ nha, đây bật đèn này. Đấy, nháy cả trước cả sau này. Đấy, nháy trái này. Còn đây là nháy phải này. Đó. Ok. Hôm nay mình đã lắp cho chủ xe một cái bắt biển. Đấy. Lắp một cái bắt biển CNC màu đen này anh em này. Đó, lắp liếc các thứ rất là như zin luôn, không cần phải đục khoét chế cháo gì cả. Như zin đấy, như này anh em nhìn này. Đấy, ok luôn. Kèm theo xi nhan chữ Z này. Chắn bùn carbon thì mình cũng đã chỉnh lại chủ xe này. Hôm nay lắp nó thấp xuống chứ cả nó bị lỏng ấy. Mình đã lắp lại cho chủ xe như zin rồi này. Đó, còn hôm nay thì con này thì đã lên được một cái combo nâng cấp tốc độ và lắp thêm bình anh em nhé. Đây, đấy. IC thì ở trong này anh em nhé. Đó, còn đây lắp thêm bình này. Đó, thấy các thứ mình cũng đã đấu các thứ ok hết rồi. Hiện tại đây, cho anh em xem vôn này. Đó, ok. Test này. Rất là phê luôn. Và cuối cùng là mình đã lắp cho chủ xe một chiếc chân trống CNC màu đen này. Đó, tất cả mọi thứ lắp đặt như zin luôn. Đấy, nói chung là xong xuôi hết rồi. Bây giờ sẽ thanh toán và về nhá. Hẹn anh em những con xe tiếp theo.